Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mới đây vụ việc người dân phát hiện tứ chi của người trong chiếc túi xách cháy xém đã và đang gây xôn xao dư luận. Ngay sau khi nhận được thông báo, lực lượng công an đã tiến hành vào cuộc, sau giết truy tìm tung tích nạn nhân và xác định tính chất của vụ việc. Vụ việc cũng làm cho chúng ta nhớ đến kỳ án của Bản Muông. Theo đó, một người dân bản địa, một bao tải dứa đang bốc mùi dưới hồ thủy điện, cũng từ đây mở ra một vụ án giết người kinh thiên động địa. Ngày 23 tháng 1 năm 2021, người dân Bản Muông, xã Triềng Cọ, thành phố Sơn La không khỏi bàng hoàng khi phát hiện một bao tải dứa nổi trên mặt hồ thủy lợi, bên trong có một thi thể đang phân hủy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm, điều tra và làm rõ. Nạn nhân là bà Đỗ Thị Túy, sinh năm 1971, trú tại tổ 1, phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La. Đồng thời bắt giữ đối tượng Quang Văn Thương, sinh năm 1991, trú tại Bản Muông, xã Triềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La về hành vi giết người. Gần 6 tháng trôi qua, những câu chuyện trong quá trình điều tra, phá án và những bí mật cũng được làm sáng tỏ. Những ngày cuối tháng 1 năm 2021 là thời điểm cận Tết Nguyên đán, Bản Muông, xã Triềng Cọ, thành phố Sơn La xôn xao hơn bao giờ hết. Người dân nơi đây chưa bao giờ chứng kiến một vụ án nghiêm trọng đến như vậy. Hiện trường vụ án được phát hiện ban đầu tại hộ thủy lợi Bản Muông, nơi nhiều năm qua bà con nơi đây lấy nước tưới tiêu sinh hoạt. Khi đi kéo vó về, một người dân đã phát hiện chiếc bao tải dứa chứa một vật thể lạ giống như con lợn chết. Khi ngó vào xem mới phát hiện đó là xác chết của con người. Ngay lập tức, người dân Bản Muông đã gọi điện trình báo với công an xã Triềng Cọ về vụ việc trên. Khu vực hồ Bản Muông là một địa điểm ít người qua lại. Buổi tối không có đèn đường nên rất khó khăn cho việc khám nghiệm. Trong bao tải dứa là một thi thể nữ đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, cao khoảng 1m50, tuổi từ khoảng 40 cho tới 50 tuổi, chết do bị xiết cổ. Không một loại giấy tờ nào tìm thấy cùng nạn nhân. Nạn nhân mặc trang phục của người Kinh nhưng lại đeo một chiếc túi nhỏ thổ cẩm của người dân tộc. Tai có đeo một đôi khuyên màu vàng, kiểu dáng khá đặc trưng của người Mông. Ngoài ra, nạn nhân khuyết hai răng cửa hàm trên. Ngay trong đêm 23, rạng sáng ngày 24 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã họp khẩn để đưa ra những quyết định cho việc điều tra, làm rõ vụ án. Phải quyết tâm phá vụ án thật sớm để đảm bảo ổn định tình hình dư luận. Đặc biệt, cần phải xác định sớm danh tính của nạn nhân. Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chia sẻ. Lực lượng Cảnh sát Kỹ thuật Hình sự Công an Sơn La tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân tại hồ Bản Muông, xác định nạn nhân đã tử vong trước đó từ 7 cho đến 10 ngày do ngạt cơ học. Hung khí gây án là chiếc khăn len quấn quanh cổ nạn nhân. Đối tượng gây án có thể là 1 đến 2 người. Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, Công an thành phố Sơn La đã tập trung ra soát số nhân khẩu là nữ và xác định nạn nhân không phải là người địa phương. Bị sát hại ở một địa điểm khác trước khi được đưa đến hồ thủy lợi Bản Muông để phi tang. Do vậy, cần phải mở rộng địa bàn, khoanh vùng nạn nhân ra cả 12 xã phường trên địa bàn thành phố Sơn La, thậm chí cả tỉnh Sơn La. Dựa vào kết quả khám nghiệm tử thi, ban chuyên án nhận định người phụ nữ có thể không phải là người dân tộc thiểu số mà chỉ là có mối quan hệ gần gũi với bà con vùng dân tộc. Công an thành phố Sơn La nhận định việc ra soát các cửa hàng bán bao tải dứa giống như bao tải bọc thi thể nạn nhân sẽ là manh mối để tìm ra hung thủ gây án. Không loại trừ khả năng đối tượng đã giết chủ nợ để trốn nợ. Chúng tôi đã ra soát các nhóm đối tượng hay cho vay tiền và đối tượng thường xuyên vay nợ. Cũng không loại trừ khả năng đối tượng giết người cướp tài sản. Nhóm đối tượng vay nợ để ăn chơi và không có nghề nghiệp ổn định. Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Sơn La chia sẻ. Manh mối chỉ bắt đầu hé mở khi một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La xác nhận có bán bao tải dứa giống như bao tải chứa xác nạn nhân vào ngày 15 tháng 1. Đây là một thông tin quan trọng giúp cho cơ quan điều tra gỡ bỏ các vướng mắc đang gặp phải. Mặt khác, có thể khoanh vùng được thêm địa bàn vụ án có thể xảy ra trên địa bàn phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La. Thời điểm đó, khi rà soát hệ thống camera trên địa bàn thành phố Sơn La, có phát hiện một đối tượng nghi vấn vào hồi 0 giờ 25 phút ngày 15 tháng 1 đi xe máy kiểu dáng Way Alpha. Phía sau có chở một đồ vật dài và vỏ bao là bao tải dứa, trùng khớp với bao tải dứa của vụ án. Đối tượng di chuyển từ khu vực phường Triềng Sinh theo hướng phía hiện trường xảy ra vụ án. Đến 23 giờ ngày 27 tháng 1, cơ quan điều tra Công an tỉnh Sơn La nhận được cuộc điện thoại của công dân cung cấp thông tin về nạn nhân.
Nạn nhân được xác định là Đỗ Thị Túy, tên gọi khác là Dung. Bà Túy có nhà cho thuê tại đường Lê Duẩn, phường Chiến Sinh, nhưng chủ yếu sinh sống tại Bắc Yên. Thời gian gần đây, bà Túy thường xuyên vắng nhà. Ngay lập tức, ban chuyên án khoanh vùng những mối quan hệ xung quanh của công dân Đỗ Thị Túy và biết được ngoài căn nhà đang cho thuê kinh doanh sơn xây dựng tại đường Lê Duẩn, thì bà Túy còn có một lô đất đối diện cho thuê làm gara sửa chữa ô tô. Khi hỏi những người tại xưởng sửa chữa thì cho biết chiều ngày 14 tháng 1 còn thấy bà Túy, nhưng sau đó bà đi đâu, làm gì thì không ai biết. Từ kết quả xác định, tại ngôi nhà số 156 đường Lê Duẩn, nơi bà Túy cho thuê để kinh doanh sơn, ngoài chủ văn phòng thì còn một kế toán và một thủ kho kiêm thợ pha sơn. Xác minh nhân thân lai lịch của những người này, cơ quan điều tra hướng sự tập trung hơn hết đến người thợ pha sơn là Quang Văn Thương, sinh năm 1991, có hộ khẩu thương trú tại chính bản Muông, xã Triềng Cọ, thành phố Sơn La, nơi phát hiện xác chết của bà Túy. Hơn nữa, gia đình của Thương cũng sở hữu một chiếc xe Way màu xanh rất giống với phương tiện của đối tượng tình nghi được camera an ninh ghi lại. Xác minh thêm về Quang Văn Thương thì được biết, Thương là người có thiếu nợ nhiều nơi, nhưng đến ngày 20 tháng 1 thì tài khoản giao dịch lại được cộng thêm gần 150 triệu đồng. Xác minh sâu thời gian biểu của Thương thì có tài liệu cho rằng vào sáng sớm ngày 15 tháng 1, Thương có chạm mặt bà Túy tại căn nhà số 156 Lê Duẩn. Như vậy, sau một thời gian thu thập các tài liệu chứng cứ, cơ quan điều tra đã thanh loại hầu hết những người tại cửa hàng kinh doanh sơn và chỉ trừ lại duy nhất người thủ kho kiêm thợ pha sơn Quang Văn Thương. Sáng 28 tháng 1, Quang Văn Thương được triệu tập về cơ quan điều tra. Với những bằng chứng không thể chối cãi, Quang Văn Thương đã phải nhận tội liên quan đến nạn nhân được phát hiện tại hồ Bản Muông, xã Triềng Cọ, thành phố Sơn La. Thương khai nhận vào đầu năm 2020 có vay bà Túy 30 triệu đồng. Hai bên thống nhất tính tiền lãi theo ngày. Số tiền gốc và lãi mà Thương phải trả cho bà Túy lên đến gần 100 triệu đồng. Lãi quá cao, đồng thời nhiều lần bị bà Túy đòi nợ và dọa gọi xã hội đen lên tận nhà đòi người thân và gia đình. Sáng ngày 15 tháng 1, Thương có chạm mặt bà Túy. Bà Túy đòi món nợ mà Thương đã nợ từ lâu và yêu cầu trả. Tuy nhiên, Thương không có tiền và xin khất để sau Tết trả, thì bà Túy không đồng ý, đồng thời chửi bới Thương. Lúc này, Thương nảy sinh ý định giết bà Túy để không phải trả món tiền đã vay trước đó. Thương đã đẩy bà Túy vào tường, bóp cổ bà Túy rồi dùng khăn xiết. Sau đó, thực hiện hành vi hiếp dâm bà Túy rồi lấy 18 triệu đồng tiền mặt và chuyển khoản toàn bộ số tiền của bà Túy vào số tài khoản của Thương rồi đóng cửa làm việc bình thường. Tiếp theo, đối tượng này đi mua chiếc bao tải dứa đựng xác bà Túy, đợi đến đêm đi thủ tiêu. Khi sát hại bà Túy, em chỉ biết là sẽ giấu xác bà Túy để mọi người không phát hiện. Còn giấu đi đâu, giấu như thế nào thì do hoảng quá em cũng không biết. Em chỉ biết chỗ hồ đấy là hồ ở bản của em nên em chỉ nghĩ là cho xác chìm xuống thì mọi người không tìm thấy mà thôi. Đối tượng Quang Văn Thương khai nhận. Như vậy là chỉ trong chưa đầy 10 tiếng đồng hồ, cơ quan điều tra Công an tỉnh Sơn La đã phá thành công vụ án, xác định được nhân thân nạn nhân, điều tra được danh tính đối tượng gây án. Ngày 21 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Quang Văn Thương, đối tượng giết người vứt xác xuống hồ thủy lợi Bản Muông, xã Triềng Cọ, thành phố Sơn La để phi tang. Đây là vụ án giết người, hiếp dâm, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra cách Tết Nguyên đán 20 ngày, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Tại hội đồng xét xử, bị cáo Quang Văn Thương cũng thừa nhận hoàn toàn những hành vi của mình trước hội đồng xét xử, đồng thời cũng mong muốn được giảm nhẹ tội danh của mình để có cơ hội làm lại cuộc đời. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Quang Văn Thương tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội hiếp dâm, 9 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp cả 3 hình phạt là tử hình. Vụ án này đã để lại những bài học đau xót, những nỗi đau sẽ còn mãi đối với người thân của nạn nhân và đối tượng. Nỗi ám ảnh cũng sẽ còn mãi với người dân Bản Muông khi nhắc đến tên sát nhân ngay trong chính bản mình, kẻ đã từng được coi là đứa con ưu tú của bản khi có tấm bằng đại học. Ngày 29 tháng 7 năm 2015, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử lưu động tại huyện Hóc Môn vụ án giết người cướp tài sản do bị cáo Nguyễn Ngọc Linh, 20 tuổi, ngụ Bình Thuận thực hiện. Theo cáo trạng, trong quá trình chơi cá độ bóng đá, Nguyễn Ngọc Linh có nợ anh Võ Đồng Lực 12,5 triệu đồng. Lực nhiều lần đe dọa Linh,
nếu không trả tiền thì Lực sẽ đến nhà lấy đồ và nói cho gia đình Linh biết. Do không có tiền trả Lực nên Linh đã nảy sinh ý định giết Lực. Đến ngày 18 tháng 8 năm 2014, nhận được điện thoại của Linh để lấy tiền, Lực đi xe gắn máy hiệu Mio đến gặp Linh. Khi gặp nhau, Linh kêu Lực trở đến khách sạn TT ở ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn để lấy tiền. Đến khoảng 19:30 cùng ngày, khi đến khách sạn TT, Linh vào thuê phòng nhưng nơi đây từ chối vì Linh không có chứng minh nhân dân. Khi thấy Linh trở ra, Lực hỏi có tiền chưa? Thì Linh trả lời có rồi kêu Lực trở về. Khi Lực chạy khỏi khách sạn khoảng 40m, thấy nơi đây vắng người qua lại, cỏ mọc cao. Từ phía sau, Linh lấy dao mang theo trong người, đâm một nhát vào cổ Lực. Bị đâm, anh Lực ngã xuống đất rồi bỏ chạy bộ nhưng bị Linh nắm áo tiếp tục đâm nhiều nhát vào người đến khi tử vong. Sau khi gây án, Linh lục soát trong người anh Lực lấy được 2 điện thoại di động, 1 nhẫn vàng, 100.000 đồng và xe mô tô rồi tẩu thoát. Qua truy xét đến ngày 27 tháng 8 năm 2014, Linh đã bị bắt giữ. Với hành vi phạm tội như đã nêu trên, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Linh mức án tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Vụ án đen trai quốc tịch Thái Lan, tạm trú ở thành phố Hồ Chí Minh sát hại chủ nợ do thua cá độ bóng đá, vẫn ám ảnh nhân viên khách sạn Quyền Thanh thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm nay. Vụ án kết thúc sau 1 năm điều tra. Hồ sơ vụ án cho thấy vào lúc 11:30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2000, nhân viên khách sạn Quyền Thanh 212 Đề Thám, quận 1 phát hiện căn phòng ở tầng 3 có mùi thối. Chủ khách sạn cùng bảo vệ lên kiểm tra thì thấy có nước màu nâu chảy ra từ những bọc ni lông dưới gầm giường, đựng những mảnh xác chết. Lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định đó là những bộ phận của cơ thể một người đàn ông. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Ngũ Lương, hành nghề kinh doanh vàng bạc trên đường An Dương Vương, quận 5. Vợ nạn nhân cho biết, chồng ra khỏi nhà vào chiều 27 tháng 6, nói là đến nhà người bạn tên là Đen Trai để lấy tiền thắng cá độ bóng đá 411 triệu đồng. Lát sau, anh Lương gọi điện về hỏi tỷ giá đô la. Khoảng 21 giờ, vợ chồng Đen Trai đến nhà anh Lương để lấy lại số tiền dư 100 triệu đồng, trong số 45.000 đô la mà Đen Trai nói đã giao cho anh Lương. Tối ngày hôm sau, Đen Trai lại cùng hai người bạn đến đòi tiền. Thấy chồng bật tin, vợ anh Lương ra công an phường trình báo. Cái nghi vấn được khoanh vùng là Đen Trai Nutipanik, tên khác là Toàn, người Thái Lan, sang Việt Nam du lịch từ năm 1994, quen và cưới vợ người Việt tại quận 10. Toàn thừa nhận làm trung gian cá độ bóng đá giữa anh Ngũ Lương và một số người Thái Lan. Về khoản thua độ 411 triệu đồng, Đen Trai khai đã đưa anh Lương ra sân bay Tân Sơn Nhất để nhận của một người từ Thái Lan sang 45.000 đô la. Đổi ra tiền Việt còn thừa hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, theo lời khai của anh ta, sau khi nhận tiền, Lương đã mượn xe đi Campuchia đánh bài. Đen Trai đưa ra nhiều lý do ngoại phạm. Tiến hành thẩm tra lời khai của Đen Trai, cơ quan điều tra thấy nhiều điểm nghi vấn, như thái độ hoang mang, câu hỏi của Đen Trai với một người rằng: với một người mất tích thì bao nhiêu lâu công an Việt Nam tìm ra? Hay việc y nhờ người đi mua một bịch túi ni lông màu đen? Ngoài ra, nhân viên khách sạn cũng khẳng định Đen Trai là khách đến thuê phòng. Đặc biệt, kỹ thuật hình sự cho thấy từ 15:30 đến 20:05 ngày 27 tháng 6, Đen Trai và Ngũ Lương ở bên nhau tại tọa độ của khách sạn Quyền Thanh. Ngày 1 tháng 7 năm 2000, lệnh bắt khám xét khẩn cấp với Đen Trai được tiến hành. Cảnh sát điều tra thu được xe mắc đen cùng với túi xách dạng ba lô màu đỏ, có dấu máu mà sau này giám định là máu của anh Ngũ Lương. Ngày 10 tháng 7, Đen Trai thừa nhận mình biết mọi chuyện, nhưng kẻ giết anh Lương là người khác. Song quá trình điều tra cho thấy những lý do mà Đen Trai đưa ra không có cơ sở. Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đã có đủ cơ sở để truy tố Đen Trai về tội giết người. Ngày 27 tháng 5 năm 2003, Tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đen Trai mức án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội đánh bạc. Theo nhận định của bản án sơ thẩm, Đen Trai là người chủ động sắp xếp kế hoạch từ trước, dẫn Ngũ Lương đến khách sạn Quyền Thanh để rồi nạn nhân bị giết chết. Bị cáo và gia đình kêu oan. Ngày 14 tháng 5 năm 2004, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm vụ án này. Tòa phúc thẩm cho rằng còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đưa về điều tra xét xử lại từ đầu. Tháng 10 năm 2007, cơ quan điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhưng vẫn chưa xác định được mẫu tóc và dấu vân tay để lại trên bao đựng thi thể nạn nhân là của ai.
Như nhận định của bản án phúc thẩm, một trong những chứng cứ mấu chốt của vụ án là phải xác định cho được dấu vân tay và mẫu tóc tại hiện trường là của ai. Kết quả giám định xác định hai mẫu vật trên không phải là của ông Ngũ Lương và Đen Trai. Trong vụ án này, Bộ Công an cũng đã phối hợp với Interpol để điều tra, nhưng vụ án vẫn dậm chân tại chỗ nhiều năm. Ngày 25 tháng 9 năm 2008, Nguyễn Hoàng, tức là Hoàng Hán, trú ở quận Ba Đình, Hà Nội, bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân Hà Nội về hành vi giết người. Theo cáo trạng, Hoàng tham gia vào đường dây cá độ bóng đá của Vũ Quang Hòa, thua và nợ Hòa 10 triệu đồng. Lãi mẹ đẻ lãi con, tổng cộng Hòa bị tính lãi suất thành 48 triệu đồng. Tối mùng 8 tháng 6 năm 2000, Hoàng nhờ một người trong nhóm bạn đưa đến gặp Hòa để giải quyết nợ nần. Nhìn thấy Hoàng, Hòa liền xông vào đánh đấm và dùng dao đe dọa, nhưng được bạn bè can ngăn. Sáng hôm sau, Hoàng lại gặp Hòa ở phố Hàng Bông. Hòa tiếp tục chửi bới yêu cầu trả nợ. Hoàng đã dùng dao chọc tiết lợn đâm chết chủ nợ, sau đó bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Tại phiên tòa, Hoàng khai do trong lúc giằng co con dao đã vô tình giết người. Tòa đã tuyên phạt Hoàng 7 năm tù. Gần đây nhất, chiều ngày 13 tháng 9 năm 2017, Tòa Nhân dân TP HCM đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hà Tuấn Anh, 33 tuổi, nguyên công an điều tra quận 8 TP HCM, Nguyễn Minh An, 26 tuổi, ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An và Nguyễn Ngọc Lâm, 29 tuổi, ở quận 8 TP HCM cùng chung thân về tội giết người. Theo điều tra, tháng 10 năm 2012, Tuấn Anh nợ Trần Nam Phong 17 triệu đồng tiền cá độ bóng đá. Nhiều lần đòi nợ nhưng Tuấn Anh không trả, Phong đã mang sự việc ra nói với bố của Tuấn Anh. Bực tức vì hành động của Phong, vào tối ngày 5 tháng 2 năm 2013, Tuấn Anh đã rủ Lâm An đi kiếm Phong. Khi biết Phong đang chơi bia tại phường Tân Phong, quận 7, Tuấn Anh cùng Lâm và An đến tìm. Tại đây, Phong bị Anh và Lâm đánh bằng mũ bảo hiểm, gây rách mí mắt phải và đâm vào đùi, tỷ lệ thương tật 9%. Khi anh Mai Lâm Anh Quốc, bạn của Phong, chạy đến can thì bị nhóm của Lâm dùng dao đâm trúng ngực, lưng nên tử vong trên đường đi cấp cứu. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.